Ca sĩ Thanh Ngọc 8 năm khao khát đi tìm con, sức khỏe kém không thể mang thai. Kết hôn từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019, ca sĩ Thanh Ngọc mới có thể mang thai con đầu lòng. Hành trình tìm con suốt 8 năm là khoảng thời gian mệt mỏi, đau đớn và tốn nhiều tiền bạc. Đã có lúc muốn buông xuôi, nhưng ước mơ một tổ ấm trọn vẹn đã giúp Thanh Ngọc vượt qua tất cả. Thanh Ngọc sinh năm 1983 là cựu thành viên của nhóm Mắt Ngọc Đình Đám một thời. Sở hữu giọng hát trữ tình cùng đời tư sạch scandal, dù ở lĩnh vực ca hát hay diễn xuất, cô đều nhận được sự yêu thích từ khán giả. Một trong những cột mốc đánh dấu sự nghiệp của nữ ca sĩ là giải nhì tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Trước khi tạm dừng ca hát để chăm sóc tổ ấm nhỏ, Thanh Ngọc để lại dấu ấn qua nhiều bản hit như Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa. Năm 2009, Thanh Ngọc đạt giải Mai Vàng. Năm 2010, cô tiếp tục đoạt giải diễn viên xuất sắc liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau cuộc sống viên mãn thời điểm hiện tại là những trái đắng mà Thanh Ngọc hiếm hoi nhắc đến. Năm 2011, khi đang trên đà thành công của sự nghiệp solo, ca sĩ Thanh Ngọc bất ngờ thông báo kết hôn. Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thì nữ ca sĩ mới quyết định lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, một điều không may xảy đến khi Thanh Ngọc được chẩn đoán buồng trứng dự trữ của cô quá ít nên khả năng thụ thai bị hạn chế. Sau thời gian sử dụng các phương thuốc bắc, Thanh Ngọc đầu thai tự nhiên nhưng lại xảy chỉ sau 2 ngày. Từ cảm giác hạnh phúc, vợ chồng cô trở nên lo lắng. Cả hai tìm đến những phương pháp Tây y hiện đại nhất và hành trình 8 năm mong có con, gian nan chính thức bắt đầu, khiến vợ chồng Thanh Ngọc hao mòn cả thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, mọi nỗ lực đã được đền đáp bằng một bé trai kháu khỉnh. Nhớ lại khoảng thời gian khi nghe bác sĩ thông báo về việc khó có con, Thanh Ngọc bồi hồi chia sẻ: "Đi tìm con rất nhiều khó khăn, tôi cứ làm rồi lại không được, hụt tới hụt lui rồi đủ thứ chuyện liên quan. Bỏ biết bao nhiêu sức khỏe, thời gian, công sức mà không đạt được thì tôi cũng cảm thấy buồn, đôi khi còn suy nghĩ, không biết bản thân đã làm sai điều gì để mà phải khó khăn đến vậy. Bởi mọi thứ từ trước đến giờ với tôi đều khá suôn sẻ, chỉ duy nhất đường con cái lại khó đến như vậy." Tâm lý không thể chấp nhận được sự thật của Thanh Ngọc xuất hiện sau khi chạy tới chạy lui khắp nơi, cũng như thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng không đạt được kết quả như ý. Cố gắng quá chừng mà không được nên nhiều lúc tôi có cảm giác buông xuôi, kiểu như là thôi đi, đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ mà không có con thì coi như cái số trời đã định, hai vợ chồng lại nương tựa vào nhau. Đến khi già thì chồng chăm vợ, vợ chăm chồng, có nhau là được, miễn sao cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, Thanh Ngọc nghẹn ngào. Hai vợ chồng ca sĩ Thanh Ngọc đã từng suy nghĩ đến việc nhận con nuôi vì ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ em cần một mái ấm gia đình. Tuy suy nghĩ là thế, nhưng cặp đôi vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Bé Uẩn chính là lần cố gắng cuối cùng, nếu lần đó mà không được nữa thì thôi luôn, cựu thành viên Mắt Ngọc cho hay. Trở lại với con đường âm nhạc, sau thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, ca sĩ Thanh Ngọc cho biết định hướng hình ảnh hiện tại của cô là một người phụ nữ có sự trải nghiệm và đằm thắm hơn. Nữ ca sĩ cũng có sự so sánh về giọng hát của mình, đã có sự đầy đặn, tình cảm và trải đời hơn trước rất nhiều. Ngày xưa khi mới tách ra solo, tôi đi hát phòng trà rất nhiều và toàn hát nhạc xưa. Nhưng lúc ấy giọng tôi còn non, trải nghiệm cuộc sống không nhiều nên tôi không hài lòng lắm với những ca khúc mình hát. Tôi còn có ý định ra mắt album nhạc xưa, nhưng tôi kịp dừng lại vì cảm thấy chưa tới lúc. Phải để lấy chồng sinh con và có thêm nhiều trải nghiệm thì ra album mới được chất lượng, Thanh Ngọc bày tỏ. MC Minh Đức đặt ra câu hỏi sẽ đến bây giờ dấu ấn của Mắt Ngọc có còn lại chút nào trong tiếng hát cũng như hình ảnh của Thanh Ngọc ngày hôm nay hay không? Thanh Ngọc thật tình cho biết. Mắt Ngọc là một phần thanh xuân trong cuộc đời mình. Tôi bây giờ chắc chắn sẽ có một chút gì đó của Thanh Ngọc khi còn trong nhóm Mắt Ngọc. Nhưng khi thời gian trôi qua trưởng thành trong cuộc sống lẫn âm nhạc, thì Thanh Ngọc giờ đây đã hoàn toàn khác hẳn với Thanh Ngọc của Mắt Ngọc ngày ấy, nữ ca sĩ khẳng định.